phụ nữ hình thành là để cầu kỳ và phức tạp. Có ai đó đã nói như vậy về phái đẹp của chúng ta với tất cả sự cảm thán và đầy ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đó chỉ là thời điểm những người đó chưa gặp gỡ được tấm gương sống tối giản đến mức chỉ cần có cho mình đủ những thứ tối thiểu nhất, còn lại mọi điều ung tùm bao quanh đều được gạt bỏ không thương tiếc. Hoàng Anh là một cô gái đang theo đuổi lối sống tối giản như thế. Cô ấy gần đây đã khiến tập thể mạng phải xôn xao với bản thống kê cụ thể không chỉ về đời sống vật chất mà còn cả tinh thần theo cách không thể gọn nhẹ hơn. Theo đó, Hoàng Anh sống theo kiểu của người Nhật khi nhất quyết chỉ sắm ít hơn 10 bộ áo quần, 3 đôi giày, 1 cây son và không dùng sữa rửa mặt. Hơn nữa, đến người yêu Hoàng Anh cũng không yêu bừa mà phải chờ đến khi gặp gỡ đúng người thì mới gật đầu. Hoàng Anh đang theo đuổi lối sống tối giản. Tự nhận là một cô gái tối giản và hạnh phúc với điều đó, Hoàng Anh 1986 cho biết ý nghĩ đó này đã hình thành từ khoảng 10 năm trước nhưng phải đến hơn một năm quay về đây cô mới chính thức làm được. Lúc trước, Hoàng Anh làm việc ở Sài Gòn với mức lương đủ sống nhưng bản thân chưa lúc nào cảm thấy vui. Cho đến khi quyết định bỏ phố thị ra đảo Phú Quốc thì cô mới thấy được sống là chính mình. Hoàng Anh chọn làm việc ở một resort 4 sao cách xa trung tâm thị trấn ở Phú Quốc. Hết giờ làm việc, Hoàng Anh dành thời gian cho việc đọc sách và trao dồi tâm bi thay vì chạy theo những thú vui như lúc trước. Mọi thứ quay quanh cuộc sống của Hoàng Anh lúc này rất giản đơn, không cầu kỳ hay mưu cầu sự xa hoa, hào nhoáng. Tất cả chỉ đáp ứng cho một mục đích duy nhất, tinh thần thư thái và sự lạc quan. Cô gái bỏ phố thị về vùng biển xa sinh sống. Dưới đây là những ghi chú trong cuộc sống tối giản của Hoàng Anh. Áo quần chỉ dọn dẹn lung dưới 10 bộ, toàn bộ đồ mình sẽ chọn màu đơn sắc, không hoa văn, chất liệu thoáng mát, mềm mịn gì mình sẽ mặc chúng cả khi ngủ. Mình đã đọc ở đâu có một cuốn sách dạy đồ đi làm quá đồ mặc nhà, vậy nên mình không hề có một bộ đồ ngủ nào. Thật ra mình chỉ muốn lung xinh đẹp, gọn nhẹ và chỉnh chu như Madame Chic. Thật là tuyệt vời nếu luôn luôn hình thành xinh đẹp, bản thân tự cảm thấy vui miệng và tự tin nữa. Nội y, mình quan điểm phải đẹp từ bên trong dù rằng không phải để cho ai xem nên đối với mình nội y cũng phải thật đẹp và chỉnh chu. Khi ga mê thủ đẹp từ đằng sau lớp vải dốc kim, chính bản thân ga mê thủ cảm thấy đẹp tự nó sẽ phát ra thần thái tự tin. Giày dép, 3 đôi, 1 đôi sandal màu trắng đen để đi những dịp thông soàn xỉn, 1 đôi giày thể thao để đi gym, 1 đôi giày 5 phân màu đen để mặc giấy đi tiệc. Hoàng Anh không mua sắm quá nhiều áo quần, giày dép. Mỹ phẩm, 1 cây son và 1 cây chì kẻ mắt. Nước hoa, mình chỉ mua chai mini 5 và 1 chai duy nhất thôi vì sau nhiều kinh hoàng nghiệm dùng nước hoa, với một chai đó mình dùng khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng rồi chúng ta mở màn chán và muốn sự thay đổi rồi. Mình đã có những chai 100 mua vì nghĩ 100 dùng được lâu, và cho đến nay mấy năm trôi qua vẫn không hết. Cho nên mình chọn phương án mua chai 5 thôi, vừa tiện gọn lại có thể mang đi khắp nơi. Sữa tắm dầu gội chung một loại, mình không dùng dầu xả vì mình nghĩ tốt đẹp từ việc ga mê thủ uống đủ nước, ngủ sớm, tập thể thao, tâm bi ga mê thủ dễ chịu không bị áp lực. Mình quên nói cho các ga mê thủ biết là trong đồ dùng cá nhân mình không hề có cây lược. Và hơn 20 năm nay mình chưa bao giờ dùng lược kể cả khi mới ngủ dậy. Tóc mình cứ thế mà đi vào bếp ga mê thủ à. Ngay đến cả sữa tắm, dầu gội của cô cũng là loại 2 trong 1. Kiểu tóc, mình chọn tóc dài và đen, như vậy mình sẽ không cần phải tốn thuốc nhuộm, không cần tốn tiền đi tiệm. Với kiểu tóc bằng, ga mê thủ có thể nhờ bất cứ ai cắt dùng ga mê thủ. Mình thì tự cắt nhé. Cũng chính vì không bao giờ sử dụng hóa chất nên tóc mình luôn sung mượt. Thật ra mình thấy cho dù ga mê thủ có làm tóc ở tiệm lớn cỡ nào, bận rộn tiền cỡ nào thì tóc ga mê thủ một khi đã dùng hóa chất rồi, sau vài tháng nó cũng sẽ xấu đi, khô và mất độ đàn bê ni. Móng tay móng chân, hầu hết thời gian mình sẽ để móng tự nhiên không sơn màu, chỉ giữ cho móng tay và móng chân luôn luôn sạch sẽ, không có đất bẩn trong kẽ móng. Mình chỉ sơn gen khi có dịp đi du lịch đâu đó. Đa phần các dịp, mình đều sẽ chọn màu nu đen nhẹ nhàng, tiệp với màu da. Mình học điều này của những vị công nương nước Anh Diana và Kate. Màu nu đen thể hiện sự quý phái trọng, chỉnh chu nhưng vẫn duyên dáng và nữ tính móng tay mình cũng tự sơn nhé. Diện mạo đơn giản nhưng tiến bộ của Hoàng Anh.
túi sách, một ba lô đựng đủ bộ đồ và vài thứ linh tinh và một túi đeo chéo bên hông. Không dùng sữa rửa mặt, lý do gì mình nghĩ rửa hết chất nhờn tự nhiên, da sẽ trở thành da khô. Lớp nhờn đó sẽ giúp cho da chúng ta chậm trễ tiến trình lão hóa. Không dùng kem chống nắng và kem dưỡng da trước khi ngủ, theo mình nghĩ, cho dù có dùng kem chống nắng thì cách tốt nhất là che bịt kín đáo mặt. Như vậy, vừa dành dụng tiền vừa chống nắng tốt hơn. Còn về kem dưỡng, mình chọn rửa sạch sẽ mặt trước khi ngủ bằng nước xoàn xỉn thôi. Bằng chứng là mẹ mình cả cuộc đời chưa bao giờ phải tốn tiền mua kem nhưng vẫn đẹp. Mình có nghe gamer thủ lốc dơ búp bê in chia sẻ không nên massage mặt. Theo mình thì gamer thủ đó nói đúng, nếu gamer thủ cứ kéo da lên kéo da xuống, xoay ngược xoay xuôi thì da gamer thủ sẽ nhanh chảy xệ giống như cái quần thun mới mua mặt lúc đầu bị chật nhưng sau nhiều lần kéo giãn, nó sẽ lỏng đi. Mình đã áp dụng điều này với bản thân. Ví dụ điển hình là mình năm nay 33 tuổi nhưng nhìn vẫn như mini 23 vì khuôn mặt mình rất ít có sự thay đổi. Gương mặt với làn da căng bóng đáng ngưỡng mộ. Hoàng Anh là dân làm nghề du lịch nên việc hoàn mình vào nắng mưa là chuyện bình soàn xỉn. Không chơi game, thay vào thú vui chơi game là mình đọc sách, thưởng thức những tác phẩm hay. Mình cực kỳ vui khi học được một điều gì đó thu hút từ những trang sách. Tối giản người yêu, chắc các game thủ mở màn thắt bận rộn tối giản người yêu của mình là không yêu ai, không phải các game thủ à. Ý mình ở đây mình sẽ không bao giờ quen đại một người nào đó cho có game thủ với người ta. Mình chọn cách sống đơn chiếc và chờ người thích hợp với mình nhất. Người có tư duy tối giản luôn muốn chọn những thứ tốt nhất và chất lượng nhất đúng không? Mình áp dụng điều này vào cả việc tìm người yêu. Mình chọn một người thật sự thích hợp vì người này sẽ cùng sống chung với ta cả đời mà chứ quen đại rồi chia tay cũng đâu có vui. Giả lại, quen người không hợp game thủ sẽ chẳng chia sẻ được gì, thời gian cãi nhau và giận hờn nhiều hơn thời gian vui. Vậy thôi ta đơn chiếc cho sướng. Độc thân chờ một nửa đích thực. Thậm chí, đến chuyện có người yêu Hoàng Anh cũng chẳng vội vàng, cứ để mọi thứ thật tự nhiên. Ngay khi đọc những dòng chia sẻ này của Hoàng Anh, rất nhiều người đã tỏ ra thắc bận rộn. Phần đa đều cho rằng những người thanh nữ mà họ biết xoàn xỉn ai cũng rất điệu đà và chăm nom sắc đẹp một cách cầu kỳ, chỉ riêng Hoàng Anh là khác biệt hoàn toàn. Trả lời cho câu hỏi này, Hoàng Anh khẳng định là theo cô, không nhất thiết phải tốn thật nhiều tiền để xinh đẹp cũng không cần phải khoác lên mình bộ cánh hàng hiệu đắt tiền thì mới là đẹp. Thay vào đó, chỉ cần mặc một bộ đồ có chất liệu tốt, dễ chịu và thích hợp với vóc dáng là đủ tôn lên được vẻ đẹp của mỗi người rồi. Thật ra ai cũng có một tủ áo quần nhưng chỉ mặc đi mặc lại khoảng 10 bộ thôi. Rất nhiều bộ khác bị lãng quên, một số khác thì mua nhưng không mặc đến mà bỏ đi thì tiếc. Ngoài chuyện tối giản tủ áo quần, quan điểm chăm nom sắc đẹp của mình cũng không hề cầu kỳ. Mình dùng những cống phẩm làm từ tự nhiên thì sẽ vừa đẹp vừa bình an cho da. Khi trang điểm thì chỉ cần tô vẽ để nổi bật đường nét riêng của mỗi người chứ không cần phải bỏ ra hẳn một tiếng đồ biển để trở thành người khác thì mới tự tin, Hoàng Anh cho biết thêm. Không phải cứ tốn nhiều tiền mới là xinh đẹp đâu mọi người à. Nhiều người cứ tấn công đồng sống tối giản có nghĩa là dành dụng nhưng sự thật thì không phải vậy. Hoàng Anh giải nghĩa sống tối giản với mình là để đem lại cuộc sống chất lượng gồm đồ ăn chất lượng, áo quần chất lượng, thời gian chất lượng, giấc ngủ chất lượng, bằng hữu chất lượng chứ không phải là dài sản tiêu xài hay căng ke quá mức với đồng tiền. Chính vì lẽ đó, Hoàng Anh vẫn dành thời gian và một phần kinh hoàng tế để đi du lịch. Đến hiện tại, cô đã đi gần hết Việt Nam và một số nước châu Á. Thời gian tới, Hoàng Anh đang lên kế hoạch đi các nước châu Âu. Và nhờ lối sống tối giản cùng tinh thần dễ chịu như vậy mà hiện tại dù đã bước quý phái tuổi 33 nhưng Hoàng Anh vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Cô nàng vẫn cực kỳ ung dung tận hưởng cuộc sống chứ chẳng hề sốt ruột chuyện thương như mọi người vẫn nghĩ. Hoàng Anh chỉ thấy đơn giản là mình đang chờ đúng người, đúng thời điểm mà thôi. Bạn có thấy thích lối sống tự tại này của Hoàng Anh không?